Tết Đoan Ngọ, ba con giáp này bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, tình tiền không thiếu khiến cho những con giáp khác phải đố kỵ. Chào đón quý vị khán giả đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về phong thủy tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị và các bạn thân mến, giàu sang và hạnh phúc là hai thứ mà con người luôn mong cầu nhiều nhất để có thể có được. Có rất nhiều người trong số chúng ta dành thời gian cả đời làm lụng vất vả, chắt bóp từng đồng với mong muốn có được cuộc sống dư giả hơn. Cũng có người sinh ra đã có số hưởng, cuộc đời không bao giờ phải làm lụng bất cứ điều gì. Thế nhưng vẫn có tiền tiêu dùng rỉnh, ở nhà lâu, tiền tỷ, đi xe hơi sang xịn, cuộc sống vạn người mơ ước. Nhưng trong cuộc sống này thì không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến vào ngày mai. Có thể ngày mai những gia tài với tiền tài đồ sộ, nhà lầu xe hơi của bạn có thể biến mất hết vì một tai họa ập xuống bất ngờ, có thể là do bạn phạm phải một điều sai trái nào đó trong cuộc đời mà bị thần Phật trách phạt. Cũng không ai đoán được một ngày trong cuộc đời những kiếp người nghèo khổ khốn khó kia bỗng dưng một bước lên mây, tiền bạc ập thẳng vào nhà. Do may mắn trúng số hay là được ai đó đem tặng một món tiền khổng lồ. Bạn có tin những điều bất ngờ này có thể xảy đến trong cuộc đời mình hay không? Tưởng chừng những điều may mắn này rất khó tin, thế nhưng lại rất hợp lý với những con giáp được nhắc đến trong ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát, được các nhà tử vi học phương Đông chỉ thẳng mặt. Ba con giáp rất may mắn sau Tết Đoan Ngọ, liên tiếp gặp may mắn tiền bạc ào ào kéo về nhà. Ba con giáp may mắn này là ba con giáp nào? Vì sao họ lại được nhiều may mắn đến như vậy? Và những cơ hội gì sẽ đến với những con giáp này sau Tết Đoan Ngọ? Xin mời quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi video ngày hôm nay. Cuộc sống thì lúc lên voi, lúc xuống chó, có những lúc cả tình và tiền đều đi mất, nhưng có những lúc cuộc sống thì trải đầy hoa hồng. Những ngày tháng trước đó có thể sẽ chẳng dễ dàng, làm việc gì cũng không thành. Nhưng sau Tết Đoan Ngọ, ba con giáp sẽ được thần tài và may mắn cùng chiếu cố, nhờ đó mà tài lộc khởi sắc. Dưới đây là ba con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ. Thứ nhất, đó là tuổi Ngọ. Trong khoảng 2 tháng trước, nếu như những người tuổi Ngọ liên tục gặp phải những chuyện không may mắn, vận xui dồn dập kéo đến, thì ngay sau Tết Đoan Ngọ, vận may của tuổi Ngọ sẽ lộ ngược dòng một cách bất ngờ. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên mọi khó khăn trước đó của tuổi Ngọ đều được giải quyết êm đẹp, công việc sẽ trở về đúng với guồng quay vốn có và thậm chí hiệu suất làm việc của bản mệnh còn tăng lên. Nhờ vậy mà tuổi Ngọ được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Không chỉ công việc mà tình hình tài chính của tuổi Ngọ cũng có thay đổi theo hướng tích cực nhờ thần tài chiếu cố. Những người làm công ăn lương nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà có thể sẽ kiếm được một khoản tiền thưởng kha khá. Những người làm ăn kinh doanh sẽ ký kết được nhiều hợp đồng mới. Việc kinh doanh buôn bán cứ tiền vào ra đều đều. 2. Tuổi Thân. Tuổi Thân là một trong ba con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ khi mà cơ hội làm giàu tới với con giáp này một cách ồ ạt. Tuổi Thân đang có nhiều ý tưởng mới trong công việc cũng như là trong kinh doanh. Và sau Tết Đoan Ngọ, những ý tưởng đó sẽ được thực hiện hóa chứ không còn cất giấu trong đầu nữa. Khác với trước đây, những ý tưởng này của tuổi Thân sẽ được nhiều người đón nhận và mang lại hiệu quả hơn cả dự tính. Với trí sáng tạo ở mức thượng thừa, cộng thêm biết cách nắm bắt cơ hội mà công việc của tuổi Thân diễn ra một cách suôn sẻ, như vậy mà tài lộc khởi sắc. Chỉ sau Tết Đoan Ngọ một thời gian, tiền tài liên tục chảy vào túi của người tuổi Thân, khiến cho những người xung quanh cũng phải đỏ mắt, ghen tị. Tuy nhiên, tuổi Thân cũng nên tiết chế cảm xúc của mình, không nên khoe mẽ kẻo bị tiểu nhân đố kỵ mà bày mưu hãm hại, tránh những xung đột không đáng có. Trong chuyện tình cảm thì mọi khúc mắc trước đây của tuổi Thân và đối phương đều được hóa giải. 3. Tuổi Tuất. Nếu như trong khoảng thời gian trước đó thì tuổi Tuất luôn cảm thấy mệt mỏi vì đống công việc rối tinh, dù làm tới đâu cũng không đạt hiệu quả như ý, thì sau Tết Đoan Ngọ, mọi khó khăn đều được giải quyết một cách ổn thỏa do bản mệnh được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Cơ hội kiếm tiền sẽ đến với những người tuổi Tuất, nhưng quan trọng là bản mệnh có biết nắm chắc lấy cơ hội này hay không mà thôi. Nếu biết cách chớp lấy cơ hội, cộng thêm sự tinh tế của bản mệnh và một chút may mắn thì chắc chắn tuổi Tuất sẽ kiếm được bộn tiền trong khoảng thời gian sắp tới.
Chính vì lý do đó mà tuổi Tuất được xếp vào danh sách ba con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ. Chưa kể, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất cũng có chuyển biến rõ rệt. Những cặp đôi đang giận hờn cãi vã sẽ sớm làm lành quay trở về bên nhau. Nội dung tiếp theo mà Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn đó là năm con giáp gặp đại hạn sau Tết Đoan Ngọ. Người mệt mỏi chuyện tình cảm, kẻ thì liên tục vướng vào thị phi. Tuy cẩn thận kiêng cữ tới mấy, nhưng con giáp năm con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ dưới đây vẫn liên tục gặp phải nhiều điều không may mắn cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Theo quan niệm dân gian thì mọi người sẽ dễ gặp phải những chuyện xui xẻo hơn trong Tết Đoan Ngọ nên cần phải kiêng cữ cẩn thận. Tuy nhiên thì có một số người có cẩn thận tới mấy thì vẫn luôn bị tiểu nhân đeo bám, làm chuyện gì cũng chẳng lành. Dưới đây là năm con giáp xui xẻo trong Tết Đoan Ngọ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên đó là tuổi Tý. Sau Tết Đoan Ngọ thì thu nhập của những người tuổi Tý không hề khá hơn, nhưng các khoản chi lại ồ ạt kéo đến khiến cho túi tiền của bản mệnh chẳng mấy chốc mà cạn kiệt. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là điều xấu nhất đối với tuổi Tý sau Tết Đoan Ngọ. Bởi trong khoảng thời gian này, tuổi Tý dễ gặp phải họa tiểu nhân trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Những người độc thân thì vẫn trung thành với cái mác cô đơn, dành thì được nhiều tình cảm của các cặp đôi tuổi Tý, cũng gặp phải trục trặc, dễ bị kẻ thứ ba chen ngang. Nam giới tuổi Tý dễ bị lung lạc tinh thần, bạn bè lôi kéo rủ rê tới nơi tử sắc mà đánh mất tình cảm chân thật. Ngoài ra thì tiểu nhân cũng có thể khiến cho con giáp này mù quáng về tình cảm mà đưa ra những quyết định sai lầm liên quan đến tài chính. Những đại hạn khó khăn cũng không làm cho người tuổi Tý nao núng phần nào. Họ là người có ý chí và nghị lực nên dễ dàng vượt qua những khó khăn này để mang cho mình cuộc sống tài lộc hạnh phúc. Với tuổi Tý thì các nhà tử vi học khuyên bạn cần phải lưu ý đề phòng trong giai đoạn này. Ngoài ra, cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn. Đây là pháp khí phong thủy dựa trên sự kết hợp của bộ tam hợp quý thần khi mang theo bên mình như được quý thần tương trợ hóa giải mọi tai ách thị phi cũng như tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi thị phi không còn thì công việc hanh thông, từ đó tiền bạc ùn ùn kéo đến. Thêm nữa, hãy sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm của nhà Phật giúp tịnh tâm bình tĩnh hơn khi ra quyết định đầu tư hay kinh doanh. Khi quyết định đúng đắn thì hiệu quả sẽ đạt được mức tối đa, lúc đó tài lộc đến với tuổi Tý là chuyện đương nhiên. 2. Tuổi Dần. Thu nhập của tuổi Dần sẽ khá là ổn định sau Tết Đoan Ngọ, nhưng bản mệnh lại chi tiêu khá là mất kiểm soát trong việc mua sắm nên nhận ngay hậu quả nhãn tiền. Những dự định hay là dự án đầu tư cũng đang dậm chân tại chỗ, khiến cho cuộc sống của tuổi Dần lao đao theo. Bên cạnh đó thì cũng giống như tuổi Tý, những người tuổi Dần còn rất mệt mỏi trong chuyện tình cảm khi mà liên tục bị kẻ tiểu nhân phá hoại. Con giáp này cứ ngỡ sẽ tìm được hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng không ngờ lại bị những kẻ xấu bụng chia rẽ. Những cặp đôi do bị kẻ xấu rèm pha, tung tin đồn nhảm, cộng thêm một chút thiếu lòng tin vào đối phương mà tuổi Dần khiến cho mối quan hệ này trực chờ trên bờ vực tan vỡ. Những vận đen kéo theo đến với những chú hổ khiến cho họ bị bế tắc và mất phương hướng trong cuộc đời. Vậy nên, các chuyên gia tử vi tâm linh khuyên bạn cần phải bình tĩnh hơn trong thời gian này. Đồng thời, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Minh Quang Pháp Bảo là hai vật phẩm phong thủy của nhà Phật được kết hợp với bộ tam hợp quý thần giúp cho tuổi Dần có được quý nhân tương trợ trong lúc khó khăn này. Khi được quý thần tương trợ thì bên cạnh mình có nhiều mối quan hệ chất lượng hơn. Khi được quý thần tương trợ thì thị phi tiểu nhân hại lén sau lưng không còn. Từ đó công việc hành thông thuận lợi giúp cho người tuổi Dần thay đổi vận mệnh, tiền bạc ùn ùn kéo về trong năm. 3. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn là một trong năm con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ vì liên tục bị tiểu nhân quấy phá. Có thể đơn giản là vì ghen ăn tức ở, kém miếng khó chịu mà những kẻ xấu bụng sẵn sàng tung tin đồn thất thiệt về tuổi Thìn, khiến cho bản mệnh không ngừng vướng phải những chuyện thị phi. Do đó mà con giáp này cần phải thận trọng hơn nữa và hạn chế mọi sơ hở sai lầm của mình, để những kẻ tiểu nhân không thể nhân cơ hội đó mà quấy rối. Công việc của tuổi Thìn thì cũng gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở do làm việc gì cũng bị tiểu nhân đeo bám.
Trong các mối quan hệ thì tuổi Thìn đừng quá thân thiết với nhiều người và đặt lòng tin vô tội vạ, nếu không bản mệnh có thể bị lợi dụng lúc nào không hay. Vậy nên, các chuyên gia tử vi tâm linh khuyên người tuổi Thìn cần phải nghị lực lên trong thời khắc này. Đừng để những khó khăn trở ngại, cản trở con đường công danh của mình. Đồng thời, để tăng cường thêm vận may cho mình sau Tết Đoan Ngọ, người tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn và Minh Quang Pháp Bảo, là hai vật phẩm phong thủy của nhà Phật kết hợp với bộ tam hợp quý thần, giúp cho tuổi Thìn được sáng suốt hơn trong sự ra quyết định. Khi mọi vận đen được hóa giải thì công việc hanh thông, khi được bề trên chỉ lối thì những sai lầm sẽ không còn, từ đó tài lộc ùn ùn kéo đến với những người tuổi Thìn. 4. Tuổi Dậu. Khác với Tý và Dần gặp phải trục trặc trong chuyện tình cảm thì những tuổi Dậu lại gặp vô vàn khó khăn trong công việc và tài chính. Sau Tết Đoan Ngọ thì con giáp này dễ bị tiểu nhân làm cho hao tài tốn của, thậm chí là những người làm ăn kinh doanh có thể điêu đứng vì phá sản, nợ nần chồng chất. Vì vậy, tốt hơn hết, sau Tết Đoan Ngọ này, tuổi Dậu không nên rót vốn đầu tư quá nhiều hay là đầu tư vào những hạng mục có nguy cơ rủi ro cao, và hãy tỉnh táo khi đi tìm đối tác kinh doanh. Mặc dù vào thời điểm nào đó, tuổi Dậu có thể được hưởng một chút dư vị của thành công, nhưng bản mệnh cũng đừng như vậy mà tỏ ra kiêu ngạo, tự cao tự đại mà bỏ qua lời khuyên của người tốt, chỉ nghe lời nịnh bợ của tiểu nhân. Nếu không, công sức đổ ra bao lâu nay của tuổi Dậu có thể vì thế mà tan biến. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì những con giáp tuổi Dậu cũng đừng quá bi quan, hãy nghị lực và giữ vững mục tiêu của mình. Khó khăn đến với mình đôi khi là để cho mình hoàn thành bài học nào đó trong cuộc đời. Trong thời gian này, các chuyên gia tử vi học khuyên người tuổi Dậu cần bình tĩnh, giữ vững niềm tin vào bản thân, đồng thời hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy hộ thân, đó là vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu và Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai pháp khí được kết hợp giữa pháp bảo của nhà Phật là chú Bát Nhã Tâm Kinh và bộ tam hợp quý thần. Vậy nên khi mang theo pháp khí này giúp cho tuổi Dậu luôn được bình an sáng suốt. Khi lựa chọn không bị sai lầm thì mọi kế hoạch mục tiêu sẽ sớm đạt được. Khi được quý thần tương trợ, thị phi tiểu nhân bị tiêu trừ, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc quay trở lại với người tuổi Dậu nếu biết điều này. 5. Tuổi Tuất. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sau Tết Đoan Ngọ khó lòng mà thuận lợi vất lên được khi mà liên tục bị tiểu nhân chèn ép. Những người làm công ăn lương phải đối mặt với cả núi công việc, khiến cho bản mệnh không theo kịp tiến độ đề ra trước đó, từ đó mà bị cấp trên khiển trách. Với những người tuổi Tuất làm ăn kinh doanh thì mọi việc sẽ không diễn ra đúng kế hoạch, nên tuổi Tuất lùi lại vài bước để chờ đợi thời cơ chín muồi. Tuổi Tuất là một trong năm con giáp xui xẻo sau Tết Đoan Ngọ, một phần cũng là do mối quan hệ giữa con giáp này với đồng nghiệp cấp trên cũng trở nên xấu đi do nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Đây có thể là cơ hội để kẻ tiểu nhân gièm pha, buông lời châm chọc, dùng kế đi gián khiến cho con giáp này không thể minh oan được. Những chuyện xui xẻo liên tục ập tới khiến cho tuổi Tuất cảm thấy mệt mỏi, áp lực, gây ảnh hưởng tới tâm trạng và tinh thần làm việc. Cũng giống như những con giáp trên thì tuổi Tuất cũng phải luôn giữ vững mục tiêu của mình, vượt qua thời kỳ khó khăn này sẽ là cơ hội thăng tiến tài lộc về sau. Vì vậy mà các chuyên gia tử vi học khuyên người tuổi Tuất hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất cùng với pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo để luôn được bình an may mắn, hóa giải thị phi, giúp tuổi Tuất an tâm hơn khi ra quyết định thay đổi vận mệnh cuộc đời mình. Quý vị thân mến, con giáp nào gặp phải xui xẻo, bị tiểu nhân quấy rối thì chưa biết. Nhưng dưới đây sẽ là 4 con giáp phát tài ngay sau Tết Đoan Ngọ. Bạn có may mắn nằm trong số đó hay không? Hãy cùng Phong Thủy Gia Cát theo dõi nội dung tiếp theo. Sau Tết Đoan Ngọ, ví tiền của 4 con giáp này ngày càng phình ra, đếm tiền mỏi tay không hết. Đầu tiên đó là tuổi Dần. Tuổi Dần là một trong 4 con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ vì bản mệnh sẽ được thần tài chiếu cố, gặp nhiều cơ hội hái ra tiền. Không cần mất quá nhiều thời gian để kiếm tiền, con giáp này chỉ cần ngồi yên, tập trung nắm bắt thời cơ và phát huy hết khả năng của mình cũng có thể kiếm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên thì bản mệnh cũng đừng quá sốt ruột khi mà tài vận chưa tới, bởi từ giữa tuần trở đi, đường tài lộc mới thực sự khởi vượng. Thu nhập của những người làm công ăn lương và kinh doanh buôn bán đều khởi sắc.
người làm thuê có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Trong khi đó thì người kinh doanh buôn bán sẽ thu được lợi nhuận cao hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, dù có thu nhập khá hơn trước thì tuổi dần cũng chớ ngủ quên trên chiến thắng. Tỏ thái độ kiêu ngạo, thiếu cầu thị hay là nhìn người khác bằng nửa con mắt mà bị người khác khó chịu, bày kế hãm hại. Tuổi Mão. Do tài lộc trải dài từ đầu tuần tới cuối tuần nên tuổi Mão được vinh dự đứng trong hàng ngũ 4 con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ. Công việc của con giáp này dần dần ổn định, bản mệnh sẽ học hỏi thêm được nhiều kỹ năng và kiến thức mới để cải thiện bản thân. Nếu đủ kiên trì và quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn thì chắc chắn rằng con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài. Vào thời điểm cuối tuần thì việc kinh doanh của tuổi Mão rất suôn sẻ, khách hàng cũ quay lại và kèm theo đó là số lượng khách hàng mới không ngừng tăng lên. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ khiến ai nấy đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này lại chi tiêu khá ít. Nên tuổi Mão hãy cố gắng tận dụng cơ hội này để tiết kiệm một khoản cho dự định sau này nhé. Tuổi Ngọ. Đây chính là thời điểm tài vận của những người tuổi Ngọ bùng nổ rực rỡ, bởi không chỉ tiền tài tấp nập chạy vào nhà mà đường công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng trên đà tăng tiến rất khả quan. Con giáp này biết cách đánh thức và phát huy những năng lực còn đang ngủ quên của mình, cộng thêm được quý nhân giúp đỡ nên tuổi Ngọ dễ dàng vượt qua khó khăn, làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Nếu như trước đó tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ thì sau Tết Đoan Ngọ, con giáp này lại càng gặp được nhiều bất ngờ thú vị hơn khi mà được thần tài chiếu cố. Không chỉ người kinh doanh buôn bán mà ngay cả những người làm công ăn lương cũng có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Tuy đôi lúc lượng công việc dồn dập và có chút áp lực nhưng mọi sự cố gắng của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi chính là một trong 4 con giáp phát tài sau Tết Đoan Ngọ, bởi ngoài nguồn thu nhập chính thì con giáp này cũng kiếm được một khoản kha khá từ công việc phụ. Công việc có thể sẽ vất vả và gặp phải những rắc rối phát sinh nhưng nhờ có quý nhân phù trợ nên mọi vấn đề đều được giải quyết triệt để. Chưa hết, vận trình tình cảm của tuổi Mùi trong khoảng thời gian này cũng khá là khởi sắc trông thấy. Những người độc thân sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc làm quen với những người khác giới. Trong khi đó, tình cảm của những cặp đôi lại càng thêm nồng đượm, mọi xích mích trước đó đều được hóa giải. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ về những việc cần làm của 12 con giáp trong Tết Đoan Ngọ để được may mắn tài lộc. Quý vị và các bạn cần đặc biệt lưu ý để có được nhiều tài lộc và may mắn hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.